Xin kính chào quý vị và các bạn. 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã hết và chúng ta đã bắt đầu với những công việc của những ngày đầu năm mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng. Thưa quý vị và các bạn, tuần làm việc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất đã trôi qua và ngày cuối tuần chúng tôi lại cung cấp cho khán giả những thông tin nổi bật về các sự kiện đã diễn ra trong tuần. Và sự kiện đầu tiên là ngay ngày đầu tiên của ngày làm việc đầu năm mới, các huyện thị thành phố và các đơn vị đã phát động Tết trồng cây Xuân Màu Tuất, mở đầu cho phong trào trồng cây xanh, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2018. Cách đây gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây. Phong trào do người khởi xướng đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành một phong tục đẹp, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về thực hiện lời dạy và phong trào tết trồng cây của chủ tịch hồ chí minh phát động hàng năm các đơn vị địa phương ra quân phát động trồng cây đầu năm mới việc trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng luôn được các địa phương đơn vị coi trọng được nhân dân hưởng ứng tích cực và mang lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội và môi trường tại các buổi lễ phát động phong trào tết trồng cây lãnh đạo các địa phương kêu gọi các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc trồng cây gây rừng qua đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái môi trường tự nhiên ngay sau những ngày làm việc đầu năm mới Mậu tốt 2018, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm một số dự án và mô hình nông nghiệp vừa được triển khai trên địa bàn tỉnh và kiểm tra về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã đến khảo sát tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh phía đông thành phố Đông Hà. Đây là dự án nằm trong công trình tuyển tránh quốc lộ 1. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhận mệnh đây là dự án giao thông trọng điểm trong năm 2018 việc triển khai dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị với dân cư về phía đông thành phố đông hà mà không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của thành phố chính vì vậy sở giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân thành phố đông hà để triển khai sớm công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công công trình đến thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố đông hà huyện vĩnh linh đồng chí bí thư tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến các mô hình nông nghiệp sạch nông nghiệp công nghệ cao Đồng chí đề nghị cần phải tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm đã được thực nghiệm thành công để tạo thu nhập cao cho nông dân, đồng thời phải giữ vững thương hiệu nông sản sạch và xây dựng chỉ dẫn địa lý. Cũng ngay trong những ngày đầu năm mới, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sau Tết Mậu Tuất 2018 của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là một trong những doanh nghiệp thời gian qua sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao quan tâm tốt chế độ chính sách cho công nhân lao động sau kỳ nghỉ tết âm lịch hầu hết công nhân của các công ty trở lại làm việc đầy đủ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn đức chính bày tỏ vui mừng trước những kết quả về sản xuất kinh doanh của các công ty đã đạt được và đề nghị các công ty tiếp tục đầu tư sản xuất nâng cao khả năng cạnh tranh khẳng định thương hiệu tiếp tục có nhiều đóng góp thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các công ty đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời chúc các công ty tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Tin vui trên lĩnh vực đánh bắt hải sản những ngày đầu năm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân các xã ven biển đã ra khơi đánh bắt hải sản, đón lọc biển đầu năm. Những chuyến tàu đánh bắt từ khơi xa đầu năm mới đã trở về bến với khoang thuyền đầy ắp hải sản trong niềm hân hoan của một vụ mùa đánh bắt mới. Ngay trong những ngày đầu năm mới, người dân ở các vùng biển đã tất bật với những chuyến tàu ra khơi bám biển. Theo kinh nghiệm của bà con ngư dân, thời tiết thuận lợi là điều kiện để bà con đánh bắt được nhiều hải sản hơn. Chuyến đi biển đầu tiên của năm mới đã cập cảng với những khoang cá khoai, cá cơm với sản lượng lớn mang lại nguồn thu nhập cho nhiều người dân. Với những chuyển biển đầu năm mới cập bờ đầy áp những khoang cá mang đến không khí phấn khởi với hy vọng một năm đánh bắt hải sản thành công của bà con ngư dân. Một trong những hoạt động không thể thiếu trong những ngày đầu xuân đó là lễ hội. Lễ hội đầu xuân mới là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa là dịp vui xuân, phát huy sự đoàn kết cộng đồng, đồng thời qua đó để cầu mong cho một năm mới mưa thuần gió hòa, mùa màng bồi thu, cầu cho quốc thái dân an. Nhiều địa phương đã tổ chức các lễ hội với hình thức đa dạng đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vui chơi, giải trí của cộng đồng như lễ hội đua thuyền, đánh đu, lễ hội cù, vân vân và các trò chơi dân gian. Một điều được ghi nhận, năm nay ở các địa phương tổ chức lễ hội một cách văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm mà vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của từng vùng miền, bảo tồn được những phong tục tập quán tốt đẹp. Các lễ hội là những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những nét văn hóa phi vật thể đặc trưng của mỗi vùng miền, đồng thời tạo niềm hưởng khởi cho một năm mới nhiều may mắn hơn. Sau 7 ngày nghỉ Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trở lại nơi làm việc, các bến xe, ga tàu chuẩn bị các phương án bổ trí phương tiện vận chuyển hành khách. Trung bình mỗi ngày sau Tết có trên 25 chuyển xa xuất bến đi các tỉnh phía Nam với lượng khách trên 1.000 lượt một ngày. Dù lượng khách tăng đột biến nhưng giả cước năm nay khá ổn định. Việc đảm bảo an toàn cho con người và chất lượng phục vụ hành khách của các đơn vị vận tải được chủ trọng. Theo dự báo, từ nay đến ngày 18 âm lịch, khoảng 10.000 hành khách xuất hành theo các tuyến đường dài. Để đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi, tránh hành vi chèn ép hành khách, nâng giả vé, các đơn vị quản lý vận tải bộ trí nhân viên hướng dẫn hỗ trợ hành khách. Quý vị và các bạn thân mến, một quảng trị tuần qua của Đài Phản Thân hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.